triệu chứng của bệnh giả xương mai là thể hiện rất rõ ràng ở trên lá là những đốm nhỏ màu xanh vàng hoặc là màu nâu nhạt, hình đa giác hoặc là hình bất định, nằm rải rác hoặc nằm dọc ở các gân lá. Bệnh thường lây lan rất nhanh, nhiều vết liên kết với nhau làm cho lá bị khô cháy và sau đó thì lá sẽ bị tàn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, cành, hoa và quả. Khi gặp thời tiết ẩm ướt, mặt dưới lá chỗ mô bệnh thường hình thành một lớp nấm mốc màu trắng, bông xốp tựa như là một lớp sương muối. Nguyên nhân gây bệnh thì là do một loại nấm có tên khoa học rất là dài, tôi sẽ để trên màn hình để các bạn nhìn đây. Đây là loại nấm ký sinh chuyên tính, ngoại ký sinh, hình thành bào tử, phân sinh và rất dễ lây lan truyền bệnh nhờ gió, nước mưa, nước tưới trong điều kiện có độ ẩm cao như là mưa phùn, mưa nhỏ hoặc là những giọt sương. Và có nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ không khí khoảng trên 20 độ C thì sẽ cái nấm này sẽ phát triển rất là nhanh. Điều kiện thời tiết vụ đông xuân ở miền Bắc nước ta từ tháng 11 đến tháng 3 thì là rất thuận lợi cho việc cho cái nấm này nó phát triển. Nhất là khi có các đợt rét, nhiệt độ giảm thấp và mưa ẩm kéo dài. Nấm gây bệnh tồn tại chủ yếu ở dạng sợi nấm và bào tử. Bệnh phát triển phá hại nặng trên những vườn dưa có quá ẩm, bón phân NPK không cân đối, đặc biệt trong điều kiện thiếu dinh dưỡng về vi lượng, kém chăm sóc, không chú ý vệ sinh vườn trong thời gian cây đang sinh trưởng và sau khi đã thu hoạch. Vì vậy, để phòng trừ bệnh giả xương mai trên cây dưa và một số bệnh nấm hại khác, nhà vườn cần chú ý thực hiện tốt một số biện pháp sau đây. Thứ nhất, chọn giống tốt, mua giống từ những cơ sở cung cấp giống có uy tín. Thứ hai, xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học trong khi ta ngâm ủ hạt giống. Thứ ba là chúng ta nên dọn sạch tàn dư thân, cành, lá cây bị nhiễm bệnh, ngắt bỏ những lá bị bệnh nặng trong cái thời kỳ sinh trưởng và vệ sinh vườn sạch sẽ sau khi thu hoạch. Thứ tư, chú ý bón đủ phân chuồng hoai mục ở thời kỳ trước khi trồng, sau khi trồng định kỳ tưới thúc phân cân đối NPK, có thể bổ sung phân đạm và vi lượng qua cách là chúng ta phun qua lá. Thứ năm, khi bệnh giả xương mai xuất hiện trên lá dưa, cần kịp thời phun thuốc Nativo 750WG, phun kết hợp hoặc luân phiên với thuốc Antacol 70WP. Cũng có thể thay thế hoặc luân phiên hai loại thuốc trên bằng thuốc Aleve 800WG hoặc thuốc Melody Duo 66,75WG. Cái thuốc Nativo 750WG và thuốc Antacol 70WP không những có tác dụng phòng trừ tốt bệnh giả xương mai mà còn có tác dụng ngăn ngừa và diệt trừ tốt các bệnh nấm hại khác trên cây dưa. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu và đừng quên đăng ký kênh Nhà Nông Tây Bắc và ấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Nhà Nông Tây Bắc. Cảm ơn bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.